biển chiều thiết tha vẫn thương tiếng chuông tà cuốn, bao nhiêu tâm tư hải đăng sáng soi ân tình ngà, sắc hương quê mình thắm một màu xanh yêu thương. Ca trong ngần vỗ về bọt sông trào dâng, câu hát quê hương từ trái tim với yêu thương về mà lâm trăng. Hàng đồng thiêng liêng về ta bao nghe tiếng kinh cầu vang xa, đời bình yên cho tình yêu kết trái, bao tháng năm qua vượt khó khăn để bước bên nhau, để hôm nay ta cùng hát ca với quê hương bát ngàn yêu thương võ sù vẫn tiêu nở hoa. Đào xa khơi cung vang tình ca núi sông, biển rộng mênh mông quấn quanh bờ xanh tươi, bình thuận ơi tình yêu xa ngời.
mai em đi rồi xa Bình Thuận mến thương, xa đồi dương uy nghi bóng tháp phố xa nư, xa rộn rã thuyền về từng khoang cá đầy, tiền ròng tay cho cơm áo lành no. Mai em đi rồi xa Bình Thuận sống yêu, xa buồn vui trong từng nhịp trống ghi năng, xa lòng gió bạc ngàn thanh long chín đỏ, dòng ca tiên êm đềm trong di vang tuổi thơ. Bình Thuận chiều vắng em, nơi này chỉ còn anh với gió, đầu gành con sóng xô như lòng anh còn mong chờ. Bình Thuận chiều vắng em, sao cho tròn vầng trăng thi sĩ, ngọt ngào tiếng hát em mai xa rồi Bình Thuận. Nặng vai mà em đi rồi xa Bình Thuận quê mình, xa lời ru ân cần mẹ hát đêm đêm, xa dòng nói mộc mạc mà sao thấm tình, dòng hò quê qua gì cho em nhớ chiều nay. Còn anh với gió, đầu gành con sóng xô như lòng anh còn mong chờ. Bình Thuận chiều vắng em, sao cho tròn vầng trăng thi sĩ, ngọt ngào tiếng hát em mai xa rồi Bình Thuận ơi. Bình Thuận chiều vắng em, nơi này chỉ còn anh với gió, đầu gành con sóng xô như lòng anh còn mong chờ. Bình Thuận chiều vắng em, sao cho tròn vầng trăng thi sĩ, ngọt ngào tiếng hát em mai xa rồi Bình Thuận ơi, ngọt ngào tiếng hát em mai xa rồi Bình Thuận. Là gì là cái cua đâu, cá mực. Là gì cá mực. Mực mình xem không có bỏ ngò, mà bỏ đâu răng hả? Đây bỏ ngọt. À, đây một em có ngọt. Một răng không ạ? Cái thứ hai là tháng cao. Mà hôm kỳ đó trời mưa nữa thì phải cao. Quay đường lại. 2, 3, go!
hai nhà tài trợ, nhưng mà ý tôi muốn để được thêm cho nó vui hơn, có nghĩa rằng bữa nay bây giờ chúng ta ngày nay á thì Phong làm hai buổi sáng là để dành cho thứ bảy, đúng rồi, buổi chiều anh nhắc kêu rồi định nói ý là rồi đây này tôi cũng nói thôi, nói gì mà buổi trưa không buổi chiều buổi trưa hôm nay là bị cửu kết nghĩa rồi, không thể không chia được. Ai tao đó ai? Chơi luôn, chơi luôn. Kết nghĩa là lỡ buổi trưa rồi chiều chơi luôn. Chơi luôn. Có thêm món gì nữa nè? Đâu đây bác chị ơi, mời vô. Nâng ly mời nâng ly. Rồi, cũng chứ nâng ly, cũng trên nâng ly rồi. Đẹp lão nha mừng nên mà vừa 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 lướt qua mất rồi chưa dạ ấy là lâu lâu nó biết lắm còn cũng 10 ký đẹp quay để đứng máy về mới thấy vừa 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 coi chóng mặt lắm rồi quay xong là 4 giờ chiều mở lên thèm chơ thấy đồ ăn ngon quá thèm này. Chị mưa nó cái gì chị mưa? Ê, ai nói nhiêu cho buồn được nhé. Thủ cho nãy anh mưa. Anh có cái chuyến cảnh anh ngồi vô tàu cũng ngồi á. Ngồi cảm ơn nhiều nha. Còn nhiều lắm em. Ăn cái sang đi.